nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Gia đình Việt Nam 2019. Điểm nhấn đặc biệt là lễ trao tặng bảng vàng, gia đình doanh nhân tiêu biểu ông bà mẫu mực, con cháu Thảo Hiền và biểu dương gia đình trẻ tiêu biểu lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó là trưng bày chuyên đề lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam với việc giới thiệu những nghi lễ độc đáo trong lễ cưới truyền thống các dân tộc vẫn lưu giữ cho đến ngày nay. Trưng bày chuyên đề Bờ vai ấm áp là 20 câu chuyện cá nhân dung dị, xúc động về vai trò của người đàn ông trong gia đình. Triển lãm tập trung vào 3 chủ đề: điểm tựa yêu thương, cùng con trưởng thành và điều con muốn nói với cha. Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử trong gia đình và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, về chủ đề bảo vệ trẻ em. Trưng bày tranh cổ động chủ đề trách nhiệm của gia đình trong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em với 60 tác phẩm. Trưng bày tài liệu truyền thông chủ đề vì cuộc sống an toàn cho trẻ em. Ngoài ra còn có trưng bày sản phẩm tinh hoa gia tộc nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. Trong khuôn khổ hoạt động của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 diễn ra hội thảo chăm sóc sức khỏe trong gia đình, tọa đàm phát triển dịch vụ gia đình trong bối cảnh thực tiễn hiện nay ở Việt Nam. Hội thi cắm hoa nghệ thuật chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Sự kiện truyền thông Ngày hội lan tỏa yêu thương, Ngày hội y học dân tộc cổ truyền. Chương trình khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 bao gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc về chủ đề gia đình, cảm ơn mẹ, ba ngọn nến lung linh, tổ ấm gia đình, ông bà anh. Hà Tùng Long. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.